Ông Hoàng review đồ công nghệ triệu lượt xem kết hôn với bạn gái, từ bỏ cuộc chơi để đón nàng về dinh. Mặc vest cưới lịch lãm nhưng vẫn không quên tấu hài. Tập cười trước. Tính đến giờ thì mình đã quay đến cả nghìn cái video rồi, mình không có vấn đề về ống kính máy quay. Nhưng ống kính máy ảnh nó lại là một câu chuyện khác. Vì sao? Vì cái điệu cười bình thường mình hay cười nó trông như thế này. Là một trong những YouTuber review về đồ công nghệ nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, được đông đảo người trẻ yêu thích nên thông tin Duy Thẩm kết hôn đã khiến nhiều người hâm mộ chú ý. Duy Thẩm tên thật là Ngô Đức Duy, sinh năm 1995 tại quê hương Vĩnh Phúc. Trước đây, anh chàng là một reviewer dạo chuyên làm những video bình luận review về các thiết bị điện tử mới ra mắt trên thị trường như smartphone, laptop, máy tính bảng và đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, giai đoạn đầu khá khó khăn với chàng trai 9X vì anh ít được cộng đồng mạng chú ý và không đạt nhiều thành công lớn trong nghề YouTuber của mình. Kể từ khi Duy Thẩm được một kênh thông tin giải trí nổi tiếng dành cho giới trẻ nhận vào làm với vai trò là một người review đồ công nghệ, thì lúc đó tên tuổi của anh mới thực sự nổi bật và bước sang một trang mới. Chàng trai Vĩnh Phúc ngày càng chiếm được cảm tình lớn từ khán giả bởi lối nói chuyện thông minh, dí dỏm hài hước cùng những video review sản phẩm cực kỳ chất lượng, uy tín và đáng tin cậy của mình. Những tín đồ yêu thích review các sản phẩm công nghệ vừa bổ ích vừa mang tính giải trí thì chắc hẳn không thể bỏ qua cái tên Duy Thẩm. Chính nhờ sự duyên dáng cùng những biểu cảm hài hước trong những video review của mình, giờ đây chàng trai 9X đã sở hữu kênh YouTube với hơn 1,52 triệu lượt đăng ký và kênh TikTok cá nhân với hơn 4 triệu lượt theo dõi. Duy Thẩm chăm chỉ ra clip đều đặn hàng tuần, đánh giá sản phẩm trung thực và công tâm, tạo nên sức hút đặc biệt đối với các bạn thích hàng điện tử. Vì vậy, người xem rất tin tưởng kênh review của chàng trai khi vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin mà vừa còn có tính giải trí cao với cách nói chuyện có duyên, bắt trend nhanh chóng. Kênh YouTube của Duy Thẩm được các tín đồ đam mê công nghệ đánh giá cao, xuất thân từ đại gia đình S Channel nên anh có thể học hỏi từ những người đồng nghiệp đi trước khá kinh nghiệm nên tạo ra kênh chất lượng. Từng sinh ra trong một gia đình khó khăn và thiếu thốn nhiều thứ, nhưng chính sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày đã giúp Duy Thẩm có được cuộc sống ổn định. Điều này luôn khiến người khác thấy nể phục và ngưỡng mộ tinh thần của chàng trai 27 tuổi này. Những video review của ông Hoàng công nghệ luôn thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, bên cạnh công việc chính đó của mình, Duy Thẩm còn được nhiều khán giả chú ý và quan tâm về chuyện tình cảm đời tư của bản thân. Đặc biệt, dân tình vô cùng xôn xao khi hay tin anh chàng kết hôn với bạn gái và bộ ảnh cưới của cặp đôi lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Được biết, nửa kia của Duy Thẩm là cô nàng Quỳnh Nghiêm, một cô gái xinh xắn, dễ thương và cũng thú vị không kém anh chàng. Được biết, ông Hoàng công nghệ và bạn gái đã có mối quan hệ yêu đương từ khá lâu. Trên kênh YouTube cá nhân, anh cũng thường xuyên đăng tải video xuất hiện cùng bạn gái, cả hai tương tác với nhau vô cùng dễ thương và đáng yêu. Theo đó, những video anh chàng xuất hiện cùng Quỳnh Nghiêm đã được đăng tải từ năm 2018. Tuy nhiên, cô nàng có đời tư khá kín tiếng và không quá ồn ào trên mạng xã hội. Theo như bài viết trên Instagram của Duy Thẩm, thì vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, vào quen nhau hơn 5 năm, sau thời gian hẹn hò và tìm hiểu, giờ đây cặp đôi quyết định về chung một nhà. Duy Thẩm từng chia sẻ rằng bạn gái của mình rất tốt tính và luôn đồng hành cùng anh những lúc khó khăn nhất. Đó là lý do nam YouTuber muốn gắn bó cả đời với Quỳnh Nghiêm của mình. Cả hai cũng được nhận xét là cặp đôi nhìn có tướng phù thể với nhau và hôn lễ này mọi người cũng đã trông đợi từ rất lâu. Những hình ảnh chàng trai 9X trong bộ vest cưới lịch lãm nhưng gương mặt vẫn không ngừng tấu hài với những biểu cảm hài hước tương tự như những lần xuất hiện trong các video review khiến khán giả phải bật cười vì độ lầy lội quen thuộc của anh chàng. Nhiều người hâm mộ cũng đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi sau thời gian dài gắn bó cùng nhau. Cuối cùng họ cũng đã chính thức về chung một nhà. Cộng đồng mạng hy vọng cả hai sẽ thật hạnh phúc trong tương lai gần. Duy Thẩm vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt những video review đầy chất lượng và uy tín đến khán giả.